Vừa bị bán vào thẩm phủ, cô liền biết cô đến đúng nơi rồi. Đại phu nhân hiền thục, nhị phu nhân đanh đá, tam phu nhân kiêu căng, trước cửa tất cả đều không có gì cả. Chỉ có trước cửa phòng của cô có dán chữ phúc đầy vui mừng hớn hở. Đó là biểu tượng cho sự sủng ái của thẩm lão gia. Nhưng thực ra các nàng đều nói với cô nên chạy mau. Và năm đói kém đến cực điểm ấy, cha đã bán cô cho thẩm lão gia. Cô được kiệu khiêng vào từ cửa hông, vừa lẽ chỉ giống như một con vật, một món đồ vậy, không thể danh chính ngôn thuận bước vào từ cửa chính. Vào đêm động phòng hoa trúc, thẩm lão gia cũng chỉ bước vào nhìn cô một cái rồi quay đi. Hắn nói, vẫn còn nhỏ quá, nuôi thêm đi. Cô trốn trong chăn run rẩy, thẩm lão gia cũng không quan tâm đến nữa, quay người đi vào phòng của nhị phu nhân. Đêm ấy, khắp phủ đều bao trùm bởi tiếng chửi rủa của nhị phu nhân. Nàng ấy hét, thẩm Tú Lâm, ông sẽ không được chết yên đâu. Thật ra cô không sợ tiếng chửi mắng của nàng ta lắm. Tuy rất hung dữ và chói tai nhưng trong căn phòng mới này lại được bày biện đầy cả một bàn bánh ngọt mà cô chưa từng được thấy bao giờ. Chiếc bánh trông nhỏ nhắn và mềm mại, cô nhẹ nhàng nếm thử một miếng, vị nó có chút giống viên đường mà mẹ từng lén đút cho cô ăn vậy. Nhưng không được ngọt như thế, cô chưa thưởng thức kỹ thì nó đã trôi vào trong bụng. Cô lén cất số bánh còn lại vào tay nải được mang từ nhà đến. Mẹ cô chưa được ăn nó bao giờ, đợi sau này đi gặp mẹ, xem có thể mang qua đó cho bà ấy không. Giờ này nhị phu nhân vẫn chưa mắng xong nhưng bà ấy đã mệt rồi, âm thanh nghe như đứt quãng, hỗn tạp lẫn tiếng khóc lóc và rên rỉ. Cùng với điểm tâm được bày trên bàn, giống như đang nghe hát ở khán đài vậy. Nhị phu nhân chắc là người Giang Nam, giọng nghe uyển chuyển mềm mại vô cùng. Chăn đệm trên giường quá sạch sẽ làm cô cũng không dám nằm lên, bèn ôm lấy tay nải đựng thức ăn chui xuống gầm bàn. Đây là nơi quen thuộc của cô. Năm đó có người xông vào cướp lương thực, đồ đạc ném loảng xoảng, nồi niêu chén bát vứt khắp sàn nhà, mẹ giấu cô vào gầm bàn và bảo im lặng. Trong căn nhà trống rỗng, chỉ có mỗi chiếc bàn là có thể trốn vào. Cô nấp dưới gầm bàn, nghe tiếng cha than thở liên tục vì bị đánh, mẹ cô cũng thế, bà thở dài rồi sau đó cất lên một âm thanh nhẹ nhàng. Nhưng giọng mẹ cô thảm thiết hơn nhị phu nhân nhiều, nghe như tiếng khóc than vậy. Cô bịt tai lại không muốn nghe, trong lòng nhẩm bảng tính. 1 x 1 bằng 1, 1 x 2 bằng 2, 9 x 9 bằng 81. Mẹ cô vẫn chưa kêu xong. Cô không còn cách khác, chỉ có thể đọc ngược bảng tính thêm lần nữa. Khi cô nhẩm tới 3 x 9 bằng 27 thì mẹ không còn kêu nữa. Những người đó đã bỏ đi, căn phòng đã yên ắng trở lại. Cô đợi một lát sau mới bò ra ngoài, nhưng lúc này không thấy mẹ đâu nữa, chỉ còn lại một cái bao vải rách. Cha cô cúi đầu lặng thinh không nói, kéo bao vải ấy đi ra ngoài, sang gõ cửa nhà hàng xóm. Nhà bên ấy cũng có một cái bao vải rách dưới như vậy. Hai người họ hoán đổi với nhau, cha cô gắng sức kéo, lặng lẽ trở về nhà. Cô hỏi, cha, mẹ con đâu? Ông ấy khẽ lắc đầu, mẹ đi đổi thức ăn cho con rồi. Cô vui sướng nói, cha, con muốn ăn món thịt thơm ngon giống dịp Tết Nguyên Đán. Cha gật đầu nói với ta, chính là món đó. Nhưng trông ông ấy không vui tí nào, đôi mắt đỏ hoe, lại không ngừng thở dài. Cũng từ hôm đó trở đi, cô chưa bao giờ được gặp lại mẹ và thím hàng xóm nữa. Hôm sau thức dậy, cô bưng trà đứng ngoài cửa đợi đại phu nhân thức dậy. Đại phu nhân là người vợ kết tóc của thẩm lão gia, cô thấy thấp thỏm trong lòng, không biết bà ấy có làm khó cô không nữa, thậm chí là bán cô đi nơi khác. Trời tối dần, tuyết bắt đầu rơi lác đác, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, nha hoàn của đại phu nhân từ trong phòng bước ra. Cô ấy hành lễ với cô, sau đó dẫn cô đi gặp đại phu nhân. Vừa gặp bà ấy, ngạc nhiên thay, cô lại không chút sợ hãi hay ghen ghét đố kỵ như cô đã nghĩ, vì bà ấy gầy quá. Đại phu nhân họ Tô, xuất thân từ một gia đình quyền quý đã bị thất thế, vài năm trước vẫn là một thiên kim tiểu thư danh thế hiển hách trong vùng này. Lúc này bà ấy mặc chiếc áo choàng thêu, trên cánh tay gầy như que củi đang đeo chiếc vòng ngọc phỉ thúy, đang cuộn mình trên chiếc giường có lò sưởi, nơi mặt trời không chiếu tới. Thấy cô, bà ấy nhìn về phía cô vẫy tay ra hiệu bảo cô đến gần, cô vâng lời bước đến. Đại phu nhân nắm lấy tay cô, ho lên vài tiếng rồi hỏi, ngươi là Đình Mai à? Sống trong phủ đã quen chưa? Không cần phải lo lắng cho cha và em trai ngươi, họ ở ngoài sẽ sống tốt thôi. Ngươi vẫn còn quá nhỏ. Đại phu nhân lại lên tiếng thở dài. Cô như hồ đồ, không hiểu vì sao bà ấy lại thở dài. Đại phu nhân là một người ôn hòa, sau khi quan tâm mọi thứ sinh hoạt thường ngày của cô thì liền cho phép cô rời đi để dạo quanh trong phủ. Trong phủ không có gì tốt cả, chỉ có cảnh đẹp nơi đây đúng là hiếm thấy trên đời. Đại phu nhân nói như vậy. Cô hốt hoảng quỳ xuống khấu đầu, đối với cô mà nói, trong phủ như tiên cảnh, cô có thể ăn no mặc ấm. Nhưng đại phu nhân nói như vậy khiến cô có chút lúng túng. Nhưng cô đã an tâm hơn, vì chí ít cô sẽ không bị bán đi lần nữa. Lúc rời đi,
cô có ngoảnh đầu lại nhìn người phụ nữ gầy gò ấy. Mặc dù đại phu nhân là người dịu dàng, lương thiện nhưng trong lòng cô hiểu rõ ai mới là người làm chủ trong cái nhà này. Về phần Thẩm lão gia, cho dù phải sử dụng chút thủ đoạn đi nữa, cô cũng phải lấy lòng hắn cho bằng được. Cô rất nhanh liền biết ý nghĩ này của mình nực cười biết bao. Cô gặp được tiểu thiếp đầu tiên của Thẩm lão gia trong hậu hoa viên. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy, cô sợ hãi không dám nói chuyện, thậm chí chỉ dám liếc nhìn trộm nàng. Các hạ nhân đều gọi nàng ấy là nhị phu nhân, cô cũng gọi theo họ. Nhị phu nhân tên là Khinh Dung, cô không biết họ của nàng ấy mà cũng chẳng ai quan tâm. Bởi vì nhị phu nhân đã từng là đầu bảng ở Lầu Xanh. Nghe nói lúc đó nhị phu nhân vô cùng huy hoàng, rất nhiều nam nhân si tình bỏ ra ngàn vàng chỉ vì có thể liếc nhìn nàng ấy một cái. Cô nghĩ là cô có thể hiểu được, vẻ đẹp của nhị phu nhân giống như không phải ở nhân gian. Nếu như nói đại phu nhân là một đóa hoa quỳnh thơm dịu âm thầm nở rộ, vậy nhị phu nhân chính là mẫu đơn lộng lẫy lấn át tất cả. Miễn là có nàng ấy ở bên cạnh thì tất cả mọi người đều sẽ bị nàng ấy đoạt mất sự chú ý. Nhưng không biết vì sao nhị phu nhân đang ở thời điểm nổi bật nhất lại bỏ xuống tất cả, đi theo Thẩm lão gia về phủ làm tiểu thiếp. Nàng ấy vừa thấy cô liền nhíu mày một cách chán ghét. Cô bị dọa đến mức lập tức muốn quỳ xuống đất dập đầu, bất kể là vị phu nhân nào cô đều không thể đắc tội nổi. Nhị phu nhân lên tiếng, âm thanh nhẹ nhàng trong vắt giống như tiếng chuông, lão bất tử Thẩm Tú Lâm này, đến cô gái nhỏ như vậy cũng muốn thu vào phủ. Cô lặng lẽ thở phào, không phải nhằm vào cô là tốt rồi. Còn giữa những nhân vật lớn này có ân oán dây dưa gì, chỉ cần đừng vạ lây đến trên người cô thì cô sẽ không quan tâm. Ở thời kỳ kinh tế khó khăn này, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Nhị phu nhân vươn tay lôi cô từ dưới đất lên. Nàng ấy dùng khăn phủi bụi trên người cô, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại. Đừng động một tí liền quỳ xuống dập đầu, bây giờ ngươi là tứ phu nhân trong phủ, không có khí phách một chút thì người khác đều sẽ xem thường ngươi. Cô cúi đầu liên tục đồng ý nhưng trong lòng lại không để ý lắm. Cô không phải đại phu nhân có tình cảm vững vàng với Thẩm lão gia, cũng không phải nhị phu nhân xinh đẹp lộng lẫy. Cô không có chỗ dựa nào, ngoại trừ nịnh hót lấy lòng thì còn có biện pháp gì để sống sót trong ao rồng hang cọp này đây? Cô còn muốn giữ lại tính mạng để gặp lại cha và em trai. Cô chưa từng nhìn thấy tam phu nhân. Bởi vì nàng rất không thích cô, không cho phép cô vào cửa thỉnh an. Nàng là một nữ tử đọc đủ tứ thư ngũ kinh, tràn đầy thanh cao từ trong xương cốt. Cô thầm tính toán trong lòng, thực ra cô vẫn có hy vọng tranh giành tình cảm. Cô có một thứ mà những phu nhân này đều không có. Chính là nghe lời. Vì ăn no mặc ấm, cái gì cô cũng đồng ý làm. Thế là trong một đêm mưa to gió lớn, cô chủ động gõ cửa phòng Thẩm lão gia. Hình như hắn đang có chuyện phiền lòng, cau mày lại nhìn vô cùng phiền muộn. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cho hắn, nằm sấp bên đầu gối của hắn giống như một con cún nhỏ vừa đáng thương vừa đáng yêu. Quả nhiên hắn đã động lòng. Chạng vạng tối ngày thứ hai, trước cửa của cô dán chữ phúc đỏ thẫm chứa đầy không khí vui mừng. Gã sai vặt nói cho cô biết, buổi tối Thẩm lão gia đến phòng của ai thì sẽ dán chữ phúc lên cửa phòng người đó. Cô mừng như điên, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ phúc đỏ thẫm mạ vàng. Đỏ như thế, đẹp như thế. Cô vô cùng vui sướng, tối hôm đó càng ra sức sử dụng các kiểu kỹ năng. Quả nhiên, Thẩm lão gia rất hài lòng với cô. Ở chỗ của cô, hắn cảm nhận được sự oai phong lẫm liệt mà từ trước đến nay chưa từng có. Cô giống như một khối mật ong mềm mại để hắn có thể tùy ý lao vào. Cô nghĩ, có lẽ cô yêu hắn rồi, giống như một người phụ nữ yêu người đàn ông của mình. Cuối cùng cô đã gặp được tam phu nhân. Thẩm lão gia đã dán chữ phúc ở phòng cô suốt một tháng trời, cuối cùng nàng cũng không kìm nén nổi. Nha hoàn bên người của tam phu nhân vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng ngủ của cô, quỳ xuống dập đầu 4-5 cái. Nàng ta khóc lóc cầu xin Thẩm lão gia đi thăm tam phu nhân. Mấy ngày gần đây, phu nhân luôn suy nghĩ ưu sầu mà thành bệnh, bị bệnh rất lâu rồi. Thẩm lão gia cười khẽ, nàng ấy lo nghĩ chuyện gì? Nha hoàn ấp a ấp úng, chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn hắn, hàm ý trong đó không cần nói cũng hiểu. Thẩm lão gia tâm tình rất sốt, đẩy cô từ trên đùi hắn xuống. Duỗi duỗi cái lưng lười biếng của mình, bảo nha hoàn đi trước dẫn đường. Cô nghe được tiếng cười lớn ha ha của hắn, đan tâm mà cũng có ngày phải đi tranh ân sủng. Thật sự làm cho ta phải chờ đợi rất lâu. Do vậy cô mới biết tam phu nhân tên đan tâm. Gã sai vặt đi đến trước cửa phòng của cô, đem chữ phúc từng chút xé xuống. Cô ấn xuống, hỏi hắn ta có thể không xé được không? Vừa mới dán lên, thật đáng tiếc. Gã sai vặt cười khẩy. Hắn ta bảo cô nhanh chóng lấy tay ra, tam phu nhân còn đang đợi. Chữ phúc trước đây được dán ở trước cửa phòng của cô cứ như vậy mà biến thành một đống giấy rách nát. Ngày hôm sau, tam phu nhân sai người bảo cô tới trong sân của nàng đi dạo. Cô tới nơi, nhìn thấy nàng ngồi ở trước cửa sổ, trong tay cầm một tập thơ. Nàng nhìn thấy cô,
chỉ hỏi một câu, ngươi có biết chữ không? Cô lắc lắc đầu. Nàng không thèm để ý đến cô nữa, chuyên tâm viết mấy câu thơ. Thật ra cô biết sơ sơ mấy chữ, ví dụ như chữ không gặp hay nghĩ chẳng hạn. Có lẽ ngay lúc này trời cao đã thương xót cho sự khó chịu của cô. Không bao lâu, đại phu nhân phái người đến gọi cô qua chỗ bà ấy. Bà ấy vẫn y như vậy, cuộn người trên chiếc giường ấm áp như lần đầu gặp, gầy như cây củi khô, sắc mặt như hoa tàn. Cô luôn cảm thấy đại phu nhân có chút giống mẫu thân của cô. Không phải ngoại hình giống, mà là cái loại khí chất dịu dàng đó. Đáng tiếc mẫu thân của cô mệnh không tốt. Trong lúc mơ hồ, dường như cô đã hiểu được kết cục của mẫu thân mình. Có lẽ là trong khoảnh khắc cô phát hiện chiếc bánh ngọt đã bị hỏng, cô liền hiểu ra. Cô còn hiểu được, cuộc đời này, cô không có cách nào gặp lại bà ấy một lần nào nữa. Đại phu nhân ho vài tiếng, hỏi cô rất nhiều về việc liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Cô trả lời từng câu hỏi một, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, bà ấy vẫn hỏi ra, Thận Chi, gần đây như thế nào? Hắn đối với ngươi có tốt không? Thận Chi là tên của Thẩm lão gia, có những lúc tình cảm dâng trào, hắn đã từng bảo cô gọi hắn như vậy. Cô ngoan ngoãn trả lời, gần đây Thẩm lão gia sức khỏe an khang, nhìn thấy tinh thần rất tốt. Đến nỗi đối với cô tốt hay không tốt, dường như không nhất thiết phải trả lời. Đại phu nhân dường như cũng ý thức được đến điểm này. Bà ấy cúi đầu, lẩm bẩm một mình, thì ra ngươi cũng đã từng gọi tên hắn là Thận Chi. Bọn họ đều cùng yêu chung người đàn ông này. Dựa theo lẽ thường mà nói, trong lòng cô nên đố kỵ hoặc nên có một chút xíu sự chua xót trong lòng. Nhưng lại không có. Trong giờ khắc này, cô lại chỉ muốn bà ấy vui vẻ một chút. Do đó cô an ủi bà ấy, đã kết thành vợ chồng, cảm tình khó đoạn tuyệt. Đại phu nhân phấn chấn lại tinh thần, tùy ý trò chuyện với cô về những vấn đề khác, rồi bảo cô rời đi. Bà ấy đúng thật là một người phụ nữ dịu dàng hiền thục. Trước khi rời đi, cô nghe được hình như bà ấy lặng lẽ tự hỏi bản thân, nếu như ta chết rồi, hắn có hối hận không? Đừng! Trong lòng cô lặng lẽ cầu khấn, cầu cho bà ấy sống lâu trăm tuổi. Cô vẫn là tân sủng của Thẩm lão gia. Nghe nói tam phu nhân với Thẩm lão gia mới ở chung mấy ngày đã cãi nhau một trận to. Thẩm lão giận dữ bỏ đi, cho rằng tính khí của nàng ta quá kiêu căng, bảo nàng ta nên học chút tính dịu dàng ngoan ngoãn của ta. Tam phu nhân liền ở sau lưng cô lén lút mắng mỏ cô, bỉ ổi. Nhưng cái từ này quá nho nhã rồi, không đủ để chút giận. Nha hoàn lén lúc báo lại với cô, tam phu nhân suy nghĩ nhiều lần, rồi mắng thêm một câu, tiện nhân. Mắng xong câu này, mặt của nàng ta đỏ bừng lên, không biết có phải là do cảm thấy sảng khoái hay không. Hay là phát hiện bản thân nói ra những lời trợ búa dơ bẩn nên cảm thấy nhục nhã. Ngược lại cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì trước phòng của cô lại dán đầy chữ phúc. Thẩm lão gia thích học đòi văn vẻ, bèn học theo danh sĩ trong nhà, đem chữ phúc dán ngược lại, ý nghĩa là phúc đến. Tiếc rằng hắn chỉ học được một chút sơ sơ bên ngoài, chữ phúc trong nhà danh sĩ chỉ dán ngược ở trên các chum nước. Bởi vì chum nước có bụng to, chữ phúc trong bụng, ý là sẽ đổ phúc vận vào nhà gia chủ. Có lẽ Thẩm lão gia biết mấy điều này nhưng phúc của các tiểu thiếp có thể đổ vào hắn, chắc hắn sẽ càng vui mừng. Cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua như vậy, các nữ nhân trong hậu viện sẽ dần dần thân thuộc với nhau hơn. Cô biết đại phu nhân là vợ cả của lão gia, hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ở bên cạnh Thẩm lão gia từ hai bàn tay trắng đến đại phú đại quý như bây giờ. Chỉ tiếc là bà ấy hiểu quá muộn một việc, lòng người dễ thay đổi, nhưng vẫn giữ tình cảm sâu nặng dành cho Thẩm lão gia. Có lẽ đợi đến khi bà ấy hiểu ra, đã trở thành một con ma bệnh gần đất xa trời rồi. Nhưng cô rất thích bà ấy. Thích cái sự ngây thơ đơn thuần của bà ấy, càng thích sự dịu dàng quan tâm của bà ấy giống với mẫu thân của cô. Cô cũng biết nhị phu nhân đã từng là người nổi tiếng nhất trong Thanh Lâu. Sự xinh đẹp của nàng ấy cho đến bây giờ vẫn lưu truyền rộng rãi bên ngoài phủ. Nhị phu nhân là lần đầu tiên Thẩm lão gia phóng túng dục vọng của mình sau khi hắn giàu có. Hắn yêu hay là không yêu, không quan trọng. Nhưng cô biết, trục thân cho một người phong trần nổi tiếng nhất trong Thanh Lâu là sự thể hiện độ giàu có của hắn. Nhị phu nhân tính tình mạnh mẽ, vì đã trải qua cuộc sống trong Thanh Lâu, hiểu nhất là đạo lý, đàn ông dễ thay lòng. Chỉ có phụ nữ mới có thể đồng cảm cho nhau, do đó nàng ấy đối với các phu nhân đều vô cùng thân thiết. Quan hệ của cô và nhị phu nhân là tốt nhất. Cũng không phải vì cô quá xinh đẹp giỏi giang, hiểu được lòng người, cũng không phải bởi vì hai người hợp nhau. Chỉ bởi vì cô biết nhị phu nhân có một bí mật, cô là người giữ bí mật cho nàng ấy. Cô còn biết tam phu nhân vốn dĩ là con gái nhà quan, phụ thân của nàng là một bậc nho sĩ, học được rất nhiều đạo lý nguyên tắc. Tên của nàng là Đan Tâm, cũng là do phụ thân đặt cho. Cô nghe nàng đọc qua mấy câu thơ này, không biết từ bao giờ mà cô đã thuộc lòng. Từ cổ chí kim ai mà không chết, để lại tác phẩm soi sáng tấm lòng. Cô bèn hỏi nàng, phu nhân có sợ chết không?
Tam Phu lại nói ra những lời trợ búa thô thiển. Nàng cười mắng cô, cái đồ bẩn thỉu nhà ngươi, chu ẻo ta à. Đợi đến khi ngươi bị thất sủng ta còn chưa chết đâu. Lúc đầu, Tam Phu Nhân khác hẳn với các vị phu nhân khác. Nàng biết viết chữ, biết đọc sách, đầy kiêu ngạo. Là một tiểu thư giàu có, lại bước vào trong phủ này như một món quà. Nhưng cô cảm thấy nàng chỉ là được vẻ bên ngoài, dùng niềm kiêu hãnh bên ngoài để che đậy sự bất lực của mình. Khẩu xà tâm Phật. Bình thường bởi vì miệng của nàng mà cô rất hận nàng ta, ước gì nàng ta lập tức chết đi. Lại có lúc bởi vì thỉnh thoảng nàng đối xử dịu dàng với cô, lại cảm thấy nàng cũng có chút đáng yêu. Cô dám chắc, Thẩm lão gia cũng cảm thấy như vậy. Hắn muốn thuần hóa con ngựa hoang thanh cao này. Trước khi cô đến, trước cửa phòng Tam Phu Nhân ngày nào cũng dán chữ phúc, kim ngân châu báu ùn ùn đưa vào trong phòng của nàng. Nhưng Tam Phu Nhân nhất định không cần, đều đem tất thảy vứt hết đi. Thẩm lão gia vừa yêu vừa hận, mãi cho đến khi cô đến, hắn rốt cục từ bỏ. Hắn phát hiện, nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời so với nữ nhân thanh cao càng làm cho hắn thích. Cô cố ý hỏi Tam Phu Nhân, vậy ngươi tranh giành sủng ái làm cái gì? Không phải không cần vàng bạc châu báu sao? Tam Phu Nhân nghe vậy liền ném cây bút lông đang cầm trong tay lên người của ta. Ai lại không muốn chữ phúc được dán trước cửa, hơn người một bậc chứ? Cô cười mắng, cô cũng thấp hèn như vậy à? Tam Phu Nhân vừa khóc vừa cười, vẫn không quên gật đầu đồng ý, không sai, ta cũng chỉ là một người bình thường. Nhị Phu Nhân bí mật gọi cô đến. Nàng ấy cho người hầu lui ra hết, lo lắng hỏi cô, ngươi hỏi ra chưa? Cô gật đầu, cùng lúc mở tờ giấy trong tay. Trên đó là những chữ viết nguệch ngoạc do cô chép lại. Nhị Phu Nhân thúc giục cô, hỏi, đan tâm nói những chữ này đọc thế nào? Vậy là cô lần lượt dạy nàng đọc từng chữ, ngày, nhớ, người, không, nước. Nhị Phu Nhân như bị cuốn hút, nàng ấy cũng lẩm nhẩm đọc theo từng chữ. Lấy cớ học chữ, cô đã tìm đến Tam Phu Nhân nhiều lần và mỗi lần chỉ học vài chữ. Có những chữ cô muốn biết nên lén lút học thuộc vì tò mò. Cuối cùng hôm nay cô đã học được những chữ đó, may mắn không phụ sự mong mỏi của nàng ấy. Nhị Phu Nhân rốt cuộc đã đọc được trọn vẹn câu nói đó. Nàng ấy khẽ đọc như sợ làm kinh hãi đến người nào đó. Ngày ngày nhớ người mà tìm không thấy, hẹn cùng uống nước sông Trường Giang. Nước mắt nàng ấy tuôn rơi, viết hay quá. Cô trêu nàng ấy, hay ở chỗ nào? Ngươi biết chữ à? Là vần điệu hay, hay là văn phong hay? Nhị Phu Nhân bật cười, lắc đầu. Ta không hiểu thơ, chỉ là vừa nghe câu thơ này dường như đã thấm vào tim ta. Nàng nắm lấy tay ta, ấn lên ngực mình. Đình Mai, tim cô thấy ngứa ngáy vì bài thơ này. Đây là bí mật chung của cô và Nhị Phu Nhân. Cách đây không lâu, cô và nàng ấy cùng nhau dạo chơi trong vườn, tình cờ nhặt được một mảnh giấy dưới mái hiên. Chữ viết trên đó đẹp và tinh tế động lòng người, tuy không hiểu nhưng ai cũng biết đây là một bức chữ đẹp. Chữ này không biết vì sao có chút quen mắt nhưng cô lại không nhớ ra đã từng nhìn thấy ở đâu. Cô định vứt mảnh giấy về chỗ cũ, biết đâu đây là do vị khách nào đó đánh rơi. Nhưng Nhị Phu Nhân lại giật lấy mảnh giấy, lén giấu vào trong tay áo. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, tưởng nàng ấy bị điên rồi. Nàng ấy lại che miệng ta, lặng lẽ cầu xin, Đình Mai, bức chữ này đẹp quá, vứt đi thì thật đáng tiếc, chúng cô hãy nghĩ cách xem trên đó viết gì đi. Cô vẫn không từ chối được lời cầu xin của nàng ấy, giữ lại mảnh giấy trái với đạo lý này. Nhưng cô không đắm chìm trong đó như Nhị Phu Nhân. Bởi vì cô hiểu một đạo lý, Thẩm lão gia mới là ông trời của cô. Cô cũng biết, Nhị Phu Nhân xong rồi. Nàng ấy lại chìm vào trong lòng một người chưa từng gặp mặt. Cho dù người này là do nàng ấy tưởng tượng ra. Mỗi lần cô đến gặp nàng ấy đều hỏi cô, Đình Mai, ngươi nói xem, chàng ấy sẽ là người như thế nào. Chúng cô đều hiểu rõ, chàng ấy không phải là Thẩm lão gia. Vì vậy, cô suy nghĩ kỹ càng, mở miệng đoán, có lẽ là người giống như Thẩm lão gia. Nhị Phu Nhân liền khẽ nhổ nước bọt, vẻ mặt khinh thường. Nàng ấy đắm chìm trong trò chơi tình yêu này, đến cả Tam Phu Nhân cũng nhận ra điều không đúng. Bỗng có một ngày, Tam Phu Nhân kéo cô vào phòng nàng, hỏi cô, Nhị Phu Nhân gần đây bị làm sao? Cô nghĩ, có lẽ Nhị Phu Nhân sắp không xong rồi, đến cả Tam Phu Nhân cũng nhìn ra được, càng không nói đến Thẩm lão gia thông minh quyền lực. Cô quyết định giữ bí mật cho nàng ấy nên liền nói, Nhị Phu Nhân gần đây rất thích đọc thơ. Tam Phu Nhân vừa mở miệng liền không bỏ qua, nói, chỉ sợ là thơ tình, nhìn bộ dạng ngây ngất của nàng ta kìa. Cô cười gượng gạo. Thế là Tam Phu Nhân quyết định giữ bí mật này cùng cô. Đại Phu Nhân gần đây càng ngày càng tệ. Có lúc bà ấy sẽ ngơ ngác mà nhìn về phương xa, thỉnh thoảng lại trở lại bình thường, sau đó lại nhẹ nhàng sờ đầu cô. Bà ấy bảo cô đừng ở bên bà ấy chịu khổ, hãy đi đâu đó chơi đi. Cô không muốn đi, cô cảm giác bà ấy rất nhanh sẽ chết. Cô cố ý làm cho bà ấy sợ, nếu Phu Nhân chết rồi, Thẩm lão gia nhất định sẽ không hối hận, hắn sẽ lập tức cưới Phu Nhân mới.
Đại phu nhân lắc đầu, trong mắt dần dần đều là ánh sáng, dường như là một thiếu nữ ngây thơ. Bà ấy mỉm cười rồi lại chìm trong ký ức, thậm chí không phải là loại người như vậy. Hắn đã từng hứa với ta, sẽ trồng cho ta một rừng mận, đợi khi mận chín hắn sẽ cưới ta vào cửa. Cô không để ý mà gọt vỏ đào, nói lại, đúng vậy, Thẩm lão gia yêu người nhất, nhưng mà khi còn sống mới cảm nhận được, chết đi rồi thì cái gì cũng không có. Đại phu nhân thở dài, nếu như ta chết rồi, hắn sẽ hối hận chứ. Cô nói, ta không biết. Đại phu nhân không phản bác lại cô. Cô cẩn thận cắt đào thành từng miếng nhỏ rồi xuyên vào que, đưa cho đại phu nhân. Đại phu nhân dường như ngủ thiếp đi, trên mặt nở nụ cười, tay cầm một cành mận. Hình như bà ấy đã đi rồi. Vốn dĩ trong phủ không hề trồng mận, Thẩm lão gia đã thất hứa, cũng không biết cành mận này ở đâu ra. Cô vội vàng chạy đi gọi nhị phu nhân và tam phu nhân, sau đó nhờ người đưa tin cho Thẩm lão gia. Khinh Dung và Đan Tâm vội chạy nhanh đến, trên mặt đẫm nước mắt. Cô biết sự đau buồn của bọn họ không phải là giả, đại phu nhân đối với mỗi người đều giống như một người mẹ. Tiếc là, Thẩm lão gia không nghĩ như vậy. Bọn cô đợi mãi, đến khi mặt trời xuống núi, Thẩm lão gia mới thong dong đi đến. Hắn lấy tay áo lau đi nước mắt, miệng nhắc đi nhắc lại, Uyển Chi, ta đến muộn rồi. Cô dựa vào sự sủng ái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn, lão gia, đại phu nhân chết rồi, người có hối hận không? Hắn đau khổ nhắm mắt lại. Hắn trả lời, ta hối hận rồi, Uyển Chi, ta đã không chăm sóc tốt cho nàng. Hắn thấy cành mận trong tay đại phu nhân rất vướng, liền cầm nó ném xuống đất, rồi ôm lấy bà ấy mà khóc thảm thiết. Sau khi đã xong tang lễ, Thẩm lão gia sai người cẩn thận tạc bức tượng nhỏ giống bà ấy, bằng gỗ, giống như in, trong lúc hốt hoảng cô tưởng rằng bà ấy đã trở lại. Cô lặng lẽ nhặt cành mận lên đặt bên cạnh bà ấy. Nhị phu nhân cùng cô than thở lúc lâu, đột nhiên nàng ấy đứng dậy, như thể đã phát hiện ra gì đó. Nàng ấy nắm lấy tay cô, lo lắng nói, Đình Mai, đột nhiên ta đã hiểu ra, đời người rất ngắn ngủi, ta không thể bỏ lỡ được, ta cần phải đi tìm người đó. Ta nhất định phải làm như vậy. Ngay lập tức, cô bàng hoàng, cho rằng nhị phu nhân điên rồi. Thấy cô im lặng, nàng ấy chạy ra ngoài, lại đụng phải tam phu nhân. Tam phu nhân xoa xoa bả vai, không tức giận mà hỏi, ngươi vội vàng đi đầu thai hả, làm gì mà vội vàng như vậy? Vừa nói xong, nàng ta nghĩ đến đại phu nhân, sắc mặt trắng bệch. Nhị phu nhân không quan tâm đến điều này, nàng ấy lấy lá thư trong tay áo, nhét vào tay tam phu nhân. Nàng ấy hỏi, Đan Tâm, ngươi đọc sách nhiều, ngươi nói cho ta biết, người viết bài thơ này là một người như thế nào? Tam phu nhân mỉm cười, nàng ta trêu đùa nói, cuối cùng ngươi cũng nguyện ý đem bức thư tình này cho ta xem. Lời nói còn chưa dứt, sắc mặt tam phu nhân tái nhợt. Nhị phu nhân im lặng chờ đợi, cũng không có thúc giục. Cô nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên mặt tam phu nhân. Nàng ta nói, đây chỉ là một người bình thường không thực hiện được ước mơ của mình. Cô nghĩ, cô biết là ai rồi. Có lẽ nhị phu nhân cũng đã đoán ra điều gì đó nhưng nàng ấy lại không nói gì, xoay người bỏ đi. Nếu nàng ấy không chịu nói, thì cô càng không hỏi. Chỉ là nàng ấy mỗi ngày vẫn đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào này, coi như không biết gì cả. Những ngày gần đây không được yên bình cho lắm. Thỉnh thoảng từ trong miệng mọi người cô sẽ nghe được, vua Bắc Lương chuẩn bị tạo phản, hoàng đế đã phái 5.000 binh lính tinh nhuệ đi dẹp loạn, kết quả bị đánh sợ chết khiếp. Tất cả chỉ là tin đồn, cô chỉ là một con chim hoàng yến bị mắc kẹt trong nhà. Thỉnh thoảng từ miệng người hầu sẽ nghe được một vài câu, đó cũng là trò tiêu khiển hiếm hoi của cô. Nhưng đối với Thẩm lão gia, lại không phải là trò tiêu khiển. Thiên hạ không thái bình, cửa hàng của hắn cũng không được yên ổn. Hắn đã liên tục hơn 20 ngày không dán chữ phúc, mà trốn trong phòng, thảo luận về những thông tin bí mật. Đến ngày cuối cùng bọn họ cũng thảo luận ra được kết quả. Cao nhân đưa ra lời khuyên, chính là tượng gỗ của phu nhân làm cho phong thủy xấu đi. Thẩm lão gia vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi cao nhân làm thế nào để phá vỡ. Cao nhân tiếp tục đưa ra chỉ điểm, tôn phu nhân sau khi mất không biết thân biết phận, đã gây ra nhiều điều xui xẻo trong nhà. Cần phải đưa tượng gỗ của tôn phu nhân trấn áp tại cửa phủ, chỉ có cho hàng vạn người dẫm đạp lên mới có thể xua tan oán hận. Thẩm lão gia ngập ngừng hỏi, vậy Uyển Chi có đau không? Cao nhân gõ gõ cái mõ trên tay, sau đó không nói gì nữa. Cô lén lút ở ngoài cửa nghe trộm, cảm thấy trong lòng có chút lạnh. Trước đây cô đã từng nghe người khác nói qua, người chết rồi thì chỉ có linh hồn, nếu như không nhanh chóng đầu thai, có nghĩa là vẫn còn việc muốn thực hiện. Đại phu nhân vẫn còn ở đây sao? Là bởi vì không thể buông được Thẩm lão gia sao? Nếu như bà ấy biết mình sắp bị hàng nghìn người dẫm đạp lên, bà ấy sẽ khóc không? Bà ấy rất dịu dàng, lại còn rất ngây thơ. Thẩm lão gia động thổ rồi. Người đến người đi tò mò hỏi thăm tình hình, Thẩm lão gia cũng rơi nước mắt mà giải thích. Ái thê của cô sau khi mất không nỡ rời khỏi nhà,
vì để cho bà ấy sớm ngày đi đầu thai, chỉ có thể làm như vậy. Mọi người đều khen ngợi Thẩm lão gia, nói hắn có tình có nghĩa. Lừa người. Sau khi hoàn thành, người đến viếng thăm tấp nập không đếm xuể. Các vị khách hứa cho rằng, đại phu nhân, một ma nữ xinh đẹp, đang đợi người dẫm đạp lên để giải cứu. Mà bọn họ lại là những anh hùng oai phong lẫm liệt. Thật sự nực cười. Sinh thần của Thẩm lão gia, một nhà cùng đoàn tụ. Nhưng khi dạ tiệc tiến hành được một nửa thì bức thư tình từ trong tay áo nhị phu nhân rơi ra. Đám hạ nhân tinh mắt, lập tức tranh nhau nhặt, rồi trình lên. Trong phòng nháy mắt lặng như tờ, chỉ còn môi của nhị phu nhân đang run rẩy. Thẩm lão gia vẫn vui vẻ hớn hở nhận lấy, tưởng nhị phu nhân viết thơ cho mình. Nhưng vừa mở ra, nụ cười của hắn liền biến mất. Hắn ngước mắt lên nhìn xung quanh, miễn cưỡng duy trì nụ cười, đem hạ nhân đuổi hết đi. Nhị phu nhân nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Gân xanh trên trán Thẩm lão gia nổi lên, đưa tay dùng sức bóp hai má nhị phu nhân. Nước mắt của nhị phu nhân rơi xuống cổ tay hắn. Hắn không hề nhận ra, chỉ nghiến răng nghiến lợi hỏi nàng ấy, ta đối với nàng không tốt sao? Tam phu nhân vội vàng tiến lên giải thích, lão gia, thật ra bức thư kia. Thẩm lão gia đưa tay đẩy mạnh tam phu nhân ra, cô vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng ấy. Mọi người nhìn hắn trong im lặng và sợ hãi. Đó là lần đầu tiên cô đối mặt trực tiếp với cơn giận dữ của người nam nhân này. Thoạt nhìn trông thật đáng sợ nhưng vì không có cách nào khống chế được lòng người, lộ ra 10 phần ngoài mạnh trong yếu. Hắn quyết định trước mặt mọi người, đem nhị phu nhân ngâm trong lồng heo. Địa điểm chính là sông Trường Giang đang chảy cuồn cuộn ở kia. Ngày mà nhị phu nhân bị nhốt vào lồng heo dìm xuống nước, gió cực kỳ lớn. Cô với tam phu nhận được lệnh nhất định phải có mặt tại hiện trường quan sát, cô nghĩ suy đoán đây là muốn giết gà dọa khỉ. Trước khi đi, tam phu nhân quỳ trước cửa thư phòng, khóc lớn từng cơn. Lão gia, bài thơ đó là do thiếp viết. Là lỗi của thiếp, ở trong viện cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, mới nâng bút chút hết nỗi lòng. Nhị phu nhân vô tội, cầu xin người tha cho nàng ấy, bắt thiếp đi. Thiếp cầu xin người, thiếp dập đầu xin người. Bên trong thư phòng không chút động tĩnh gì. Thời điểm đưa nhị phu nhân đi, tam phu nhân mặc vào một thân hồng y, phấp phới tung bay trong gió, tựa như hoa đào mùa xuân. Nhân dịp Thẩm lão gia không chú ý, bọn cô bèn lén lút chạy tới đây. Trong ống tay áo của nhị phu nhân đã không còn bức thức tình trộm giấu nữa, nàng ấy bị lột sạch quần áo, toàn thân trần trụi, không mảnh vải che thân. Mọi người ra vẻ đạo mạo quay đầu đi chỗ khác, thực ra khóe mắt đều đang len lén liếc nhìn nàng ấy. Tam phu nhân nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của nàng ấy, vành mắt đỏ hoe khẽ nức nở. Nàng ta hỏi, Khinh Dung, ngươi rõ ràng đoán được đó là do ta viết đúng không? Nhị phu nhân lắc lắc đầu, nàng ấy nói, nhưng mà người ta thích không phải là ngươi, ngươi biết mà. Bọn cô đều biết cả. Bài thơ tình đó là một trong những tia sáng ít ỏi trong cuộc đời làm nô tỳ của nhị phu nhân. Nàng đã tiếp xúc qua vô số đàn ông, tất cả đều vì tiền vì sắc, duy chỉ vì tình yêu thì không có một ai. Đây là lần đầu tiên nàng ấy chạm được đến thứ tình yêu mãnh liệt đó. Nhưng thật ra là ai viết cũng không quan trọng, là nam hay nữ cũng không quan trọng, là tam phu nhân hay là kẻ phóng đãng viết ra cũng không quan trọng, nàng ấy chỉ là yêu thích người mà bản thân mình tưởng tượng ra mà thôi. Chỉ vậy thôi. Nhị phu nhân nắm lấy chiếc lồng, giống như hồ điệp bị vây hãm, bị gió tháng 3 thổi đến mức lung lay sắp đổ. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng than thở, thời tiết thật lạnh. Lý Trường chỉ huy mấy tên đầy tớ nhấc lồng heo lên, thả xuống nước. Theo tiếng ra lệnh, nàng ấy rơi xuống dòng nước vô tận của sông Trường Giang, chỉ nghe một tiếng bùm. Nàng ấy đã được như ý nguyện cùng người mình thương uống nước Trường Giang. Cô và tam phu nhân gắt gao nắm chặt lấy tay đối phương, đưa mắt nhìn theo nàng ấy đã trở thành tân nương của chính mình. Trên bờ, sương dày đặc và hoa nở rộ tràn đầy sức sống. Ngày xuân còn dài từ đó, tam phu nhân đổ bệnh mãi chưa khỏi. Cô đến thăm nàng, nàng cũng chỉ cười khổ mà nói, trong phủ nay chỉ còn lại hai người chúng ta mà thôi. Bàn tay nàng càng ngày càng giống như bông hoa khô héo, người ngoài chỉ có thể bất lực nhìn nàng cứ thế lụi tàn. Cô đút cháo cho nàng ăn, nàng vẫy vẫy tay, dường như có chút sức lực. Toàn bộ nha hoàn đều bị đuổi ra ngoài, nàng ra hiệu cho cô đến gần, muốn nói thầm với cô. Nàng ấy nói, Đình Mai, đêm qua ta nằm mơ. Trong lòng cô có chút dự cảm không lành. Nàng ấy tiếp tục nói, tối qua ta mơ thấy, thì ra cha mẹ ta là thần tiên trông coi tinh tú trên trời, kiếp này là họ xuống hạ giới độ kiếp. Nói cho đến khi trên mặt nàng có thêm sắc hồng, có chút hưng phấn. Cô nắm chặt tay của nàng, cố gắng làm cho nàng bình tĩnh lại. Họ nói cho ta biết, thực ra ta cũng là nữ thần hạ phàm lịch kiếp, chỉ có điều đã bị nhiễm phải chọc khí của nam tử ở nhân gian nên mới bị chậm trễ không thể phi thăng. Đình Mai, ngươi nói cho ta biết, ta phải làm thế nào mới quay về trời được. Cô cũng không biết, cô vốn không bằng tam phu nhân, cô chỉ là một người hết sức bình thường mà thôi. Giờ này khác này, cô cũng có chút nửa tin nửa ngờ,
lại có chút hy vọng đó là sự thật. Nếu như là thật thì Tam phu nhân chẳng phải là rất nhanh sẽ trở thành thần tiên, thoát khỏi bể khổ rồi sao? Cô cũng có chút phấn chấn, nhưng nói tới nói lui cũng không đạt được kết quả gì, chúng cô đành phải tạm thời gác lại, bỏ qua một bên. Lúc ăn trưa, nghe nói Thẩm lão gia lại cho mời một cao nhân lần này là một hòa thượng trong miếu, nghe đâu 10 phần linh nghiệm. Cao nhân, lại là cao nhân lần này lại lục căn không tịnh, nghe nói yêu cầu tất cả mọi người trong phủ đều phải đi qua gặp hắn, bao gồm cả nữ tử. Tam phu nhân bệnh nặng không xuống giường được, chỉ có cô qua đó đón tiếp. Vừa mở cửa bước vào, cô liền nhìn thấy hai con mắt của con lừa chọc đó sáng lên, giả vờ lơ đãng liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt của hắn dính chặt lấy, giống như một con ốc sên lớn bò trên người. Hòa thượng xoa xoa tay, cười hỏi, đây có phải là tứ phu nhân trong phủ không? Thẩm lão gia cực kỳ niềm nở, nhìn thấy tên hòa thượng này có hứng thú với cô, liền đem cô thổi phồng đến mức ba hoa trích chòe, giống như thiên nữ hạ phàm. Uống rượu xong, Thẩm lão gia đưa hòa thượng đi đến phòng khách. Trước khi đi, tên hòa thượng quay đầu nhìn cô một cái, thần sắc u ám tối tăm. Tên hòa thượng này đã ở lại trong phủ được một thời gian dài, có lẽ cũng hơn một tháng rồi. Hơn một tháng qua, Thẩm lão gia đối với hòa thượng một mực cung kính, nói gì nghe nấy. Hòa thượng không làm gì khác ngoài việc chỉ đi dạo loanh quanh trong phủ, thi thoảng sẽ ở cùng một chỗ với đám hạ nhân, cũng không biết có khu tà đuổi quỷ gì không. Tam phu nhân trấn an cô, tháng này hắn đều không có hành động gì, ngươi đừng quá lo lắng. Lòng cô vẫn cứ hoảng sợ lo lắng. Nàng ấy liền kéo tay cô, lặng lẽ nói, có ta đây, ngươi đừng sợ. Hai bọn cô nhìn nhau, phì cười một tiếng. Đúng vậy, có thần nữ hạ phàm lịch kiếp ở đây, chỉ là một tên hòa thượng thì tính là cái gì. Thiên hạ bên ngoài cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, nghe nói gần đây hoàng thượng cũng khó bảo vệ được bản thân, các quyền thần xung quanh đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Thẩm lão gia lại càng đứng ngồi không yên. Trong thời cuộc loạn thế này, cho dù có gia tài ngàn vàng cũng chỉ là một con thuyền nhỏ lắc lư trong mưa gió. Hòa thượng quan sát Tinh Tú suốt mấy đêm liền, cuối cùng cũng có kết luận. Hóa ra là Tâm Nguyệt Hồ hạ phàm gây chuyện, con hồ ly này đang ở trong phủ ta. Cô đã từng nghe qua cái tên Tâm Nguyệt Hồ trong một vở kịch nào đó, nghe nói lần trước nàng xuống trần gian quậy phá, đầu thai thành võ hoàng, đảo lộn âm dương, nữ tử xưng đế. Tại sao nữ tử xưng đế lại là đảo loạn triều cương? Chẳng lẽ thượng triều lại cần dùng đến cái vật kia chống đỡ sao? Cái mông không thể ngồi trên ghế được à? Nghĩ tới đây cô không nhịn được bật cười một tiếng, cái tư thế này xếp thành, vô cùng giống con rùa. Thế là cô bừng tỉnh hiểu ra, nam tử xưng đế là con rùa, nữ tử mới có thể ngồi trên ghế. Tên hòa thượng chừng cô một cái, Thẩm lão gia vội vàng đạp cô một cước, ra hiệu cho cô im lặng. Hòa thượng liên tục làm pháp, làn khói mờ mờ ảo ảo bay theo một hướng như có người chỉ dẫn. Đó là hướng gian phòng của Tam phu nhân. Một đám người lập tức ồ ạt lao tới. Cửa phòng bị đẩy ra, Tam phu nhân nằm trên giường, gầy như que củi nhưng cũng không làm giảm bớt vẻ thanh lệ. Trong phòng nửa sáng nửa tối, nhìn qua quả thực giống như yêu quái câu hồn đoạt phách. Có âm thanh hô to từ trong đám người, chính là nàng ta. Giết chết nàng ta. Hoàng đế sẽ không bị xoán vị, chúng cô cũng có thể tiếp tục hưởng những ngày tháng yên bình. Tam phu nhân hoang mang kinh hãi, không biết là có chuyện gì xảy ra. Sao nàng ấy lại biến thành tội nhân xoán vị? Nàng mở miệng, luống cuống nhìn cô, gọi cô hỏi, Đình Mai. Cô chạy qua đó, giống như gà mái mẹ che chở cho đàn con, đứng chắn phía trước người nàng. Đan Tâm không phải là Tâm Nguyệt Hồ gì cả, nàng ấy là thiên nữ hạ phàm, đây là chính thần tiên trông coi Tinh Tú nói. Đám người nghe vậy yên tĩnh trở lại, nhìn qua có chút do dự. Tên hòa thượng vung tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng, hắn có lời muốn nói. Tâm Nguyệt Hồ và thiên nữ trên trời có thể phân biệt được. Tâm Nguyệt Hồ gặp lửa sẽ bốc cháy, sau khi chết cho cốt sẽ có màu đen, thiên nữ là chân thần, không sợ lửa, càng áp chế thì càng dũng mãnh. Là thiên nữ hay là yêu quái, chỉ cần thử lửa liền biết. Rất nhiều người xông đến, đẩy cô ra, kéo Tam phu nhân từ trên giường xuống. Nàng ấy không có sức lực mà bước đi, bọn họ liền túm tóc rồi kéo lê trên mặt đất như kéo một con bò con lợn sắp bị làm thịt. Tam phu nhân bắt đầu kêu gào, muốn rứt đứt tóc nhưng ngay cả giơ tay lên cũng không đủ sức. Cô nhìn thấy mặt nàng bị mặt đất thô ráp mài đến mức máu thịt be bét. Rõ ràng trước đó, khuôn mặt này còn cười nói với cô rằng, Đình Mai đừng sợ, có ta đây. Những tên hạ nhân lười biếng mọi ngày lúc này chân tay đột nhiên trở nên nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã dựng xong giàn hỏa thiêu. Cô bị áp chế, Tam phu nhân bị ném lên trên giàn hỏa thiêu, bọn cô từ xa nhìn nhau. Cô thấy nàng ấy khóc, ngọn đuốc bị ném lên trên, ngọn lửa từ từ cháy lan ra xung quanh. Tất cả mọi người đều nín lặng trầm ngâm. Hy vọng Tam phu nhân thực sự là yêu quái, thứ tai ương này có thể sớm được trừ khử. Trong biển lửa cháy rực, thần sắc Tam phu nhân bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Nàng ấy cười, như không cảm thấy đau đớn. Cô thấy miệng nàng ta khẽ mấp máy giống như đang nói gì đó. Cô nheo mắt lại hết sức tập trung, cuối cùng cũng thấy rõ. Nàng ấy nói, Đình Mai, sau khi biển lửa tắt rụi, ta sẽ hoàn toàn trở lại tiên giới làm thần nữ rồi. Cô cũng cố gắng nở một nụ cười với nàng. Vậy ngươi phải nhớ lấy, nhớ đón ta. Sau khi hỏa thiêu xong, hiện ra cho cốt màu đen, đám người im lặng chốc lát rồi lập tức gieo hò. Cô cũng nở một nụ cười. Cô biết bọn họ đều sai. Màu đen không phải là màu cho cốt của yêu ma, đó là chọc khí của nam tử trên thế gian, là dục vọng cực kỳ kinh tởm của bọn chúng. Đan tâm ấy mà, nàng ấy đã hoàn toàn trở lại làm thần nữ rồi. Đây là chuyện tốt, vì sao cô lại khóc chứ? Cô nghĩ cô đang khóc, rất nhiều năm sau cô sẽ không thể thấy nàng ấy nữa rồi. Trong phủ này rốt cuộc cũng chỉ còn lại mình cô. Không còn ai quan tâm lo lắng, bảo vệ cho cô nữa rồi. Ánh mắt tên hòa thượng càng ngày càng dính chặt lên người cô, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đan tâm đã chết nhưng việc này đối với thế cuộc hoàn toàn vô dụng. Hoàng đế mang theo tâm phúc chạy đến Giang Đông, thẩm phủ lại ở Giang Đông. Lũ quan binh cả ngày lượn lờ trên phố, thỉnh thoảng lại cướp đoạt tìm chút niềm vui. Thẩm lão gia bắt đầu cuống lên. Hắn phát hiện điều này không chỉ gây hỗn loạn cho hắn, mà còn khả năng giúp hắn một bước lên mây. Là hoàng thất đó, thật là một cành cây cao quý hiếm có. Nếu như không có cách nào siết chặt quyền lực trong tay, hoàng đế thường sẽ bắt đầu truy tìm một thứ hư ảo. Khắp nơi trong thành đâu đâu cũng dán cáo thị, tìm nữ tử ra đời vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, kẻ dâng lên được thưởng trăm ngàn mẫu ruộng tốt, trăm vạn lượng vàng. Tên hòa thượng và thẩm lão gia đã bàn bạc kỹ lưỡng trong nhiều ngày, đem cô dâng lên, tiền thưởng chia đôi. Thế là cô bị trói gô cổ lại, dâng lên cho lão hoàng đế dùng luyện đan. Nhưng rõ ràng cô không sinh vào thời giờ đó. Thời điểm cô ra đời, có thầy bói đi ngang qua, đã xem qua cho ta. Thầy bói nói mệnh cô ngoan cường, phơi nắng phơi gió, cuối cùng có thể thành tiên. Hóa ra không phải tiên mà lại là tiên đan. Thầy bói nói cô cỏ rác, là hòn đá cứng, là kẻ mệnh tiện. Cô ở nhà theo cha, xuất giá lại tòng phu, chưa từng có được sự tự do. Trong lúc hốt hoảng, cô lại nghĩ đến lời mà Đan Tâm nói với ta, nàng ấy ở trên trời sẽ đón cô. Trên trời cái gì cũng có những bông hoa xinh đẹp, có giọt lệ trong suốt nhất, còn có tự do thuộc về chính mình. Duy chỉ không có nam nhân, nàng ấy là thiên nữ, nhất định sẽ để cô sống vui vẻ lạc quan ở trên trời. Nếu như thành tiên đan bị lão hoàng đế ăn mất thì chọc khí trong người cô không thể tiêu tan được nữa rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cho dù chỉ có một lần này thôi, cô cũng phải nắm giữ vận mệnh ở trong tay mình. Lý Đình Mai dù có chết cũng phải chết trong tay chính mình. Vì vậy, vào một đêm lẻ loi hiu quạnh, cô nhảy vào hồ nước băng giá của thẩm phủ. Cô thức dậy, cha và em trai của cô đang trò chuyện bên cạnh. Họ đang bàn xem có nên bán cô cho nhà họ Thẩm để lấy tiền cưới vợ cho em trai hay không. Hình như vừa rồi cô đã có một giấc mơ rất dài, không nhớ rõ, nhưng trong lòng như có một nỗi ám ảnh. Cô không muốn gả vào nhà họ Thẩm và cô cũng không muốn chết. Cô dùng hết sức có thể để vùng dậy và chạy ra ngoài. Cô chạy qua tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng khói bếp cuồn cuộn, tiếng người ồn ào và những bản làng rải rác. Cô chạy đến một cánh đồng tuyết rộng lớn, một vùng đất trắng xóa rộng lớn, đây có lẽ là nơi sạch sẽ nhất trên thế giới. Thế là cô rơi xuống, rơi sâu vào mảnh đất thuần khiết này. Ta, Lý Đình Mai, cũng sắp trở thành thiên nữ. Khi cô sắp chết, có một đôi bàn tay nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Cô ngước lên và thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo bào tuyệt đẹp, đang mỉm cười. Nàng đi cùng với hai người, một người dịu dàng như mẹ, một người có ngoại hình phi thường xinh đẹp, hiếm có trên đời. Nàng ấy hỏi cô, Đình Mai, sao ngươi tới muộn thế? Chúng ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Cô quay đầu lại và nhìn xuống đất. Lý Đình Mai nằm ở trong tuyết, khóe miệng hơi cong lên. Ba người họ nắm tay cô và bay về phía thiên cung. Không có cỏ, không có đá cứng, không có người hèn hạ, chỉ có tự do.